Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con JV60. Thì con này là bản AT&T các bác nhé. Thì cái độ mới của con này thì em đánh giá là 99%. Và con này còn L1, áp suất còn ok nha các bác nhé. Và em bán với giá là 4.2 củ. Thì tại sao giá nó lại khá khá là cao như này? Tại vì các bác biết rồi đấy, dạo này V60 thì nó khá là khan hàng các bạn. Và khi mà bọn em nhập ý, thì cái giá của nó cũng, cái giá nhập đi các bác, nó cũng cao, cho nên là bắt buộc bọn em phải bán giá cao thôi. Chứ em cũng biết là giá như này thì nó sẽ cao hơn so với những anh em khác nha các bác nhé. Thì các bác nào mà thấy nhắm thấy chơi được thì chơi thôi, chứ còn tại vì bọn em bán hàng thì cũng phải có lãi thôi, chứ không phải là bán hàng để mà cho vui được. Đấy, thì thỉnh thoảng cũng mới được nhập được con thôi, cho nên là nhiều khi là anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Thì tại vì cái con này nó cũng còn khá là mới các bạn, thì bản thân em đánh giá nó khoảng tầm 99% mà. Thì cái con này nhá, cái nguồn nhập của em ấy thì em nhập ở nơi uy tín, cho nên là em sẽ không cần phải tháo ra, và em sẽ bao cho các bác là về các bác muốn mở ra để check linh kiện bên trong có zin hay không thì các bác cứ về mở ra check linh kiện bình thường nhé các bác nhé. Tại vì cái con này nó còn áp đấy các bác, nó còn áp cho nên em không muốn tháo ra, thì tháo ra thì nó sẽ mất áp, em đóng lại áp thì nó rất là khó, nhiều khi nó không 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 còn áp ấy, cho nên là con này còn áp thì em cứ để vậy em bán thôi. Đấy, tại vì cái nguồn nhập thì em biết mà. Đấy, thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó luôn để các bác đỡ phải phải lăn tăn nha các bác nhé. Thì đây, đây là cái cạnh dưới này. Thì cái cạnh dưới này cũng còn khá đẹp các bác nhé. Có một cái vết chấm rất nhẹ ở đây rồi. Và cái cổng cổng sạc cái cổng xi này này thì nó cũng hơi hơi chảy chảy một chút thôi. Hơi hơi thôi nha các bác nhé. Chứ còn nó cũng còn rất là ngon các bác nhé. Đó, cho các bác yên tâm. Còn đây là cái cạnh trái đây. Cạnh trái này thì như em thấy là còn rất là ngon các bạn, nó gần như là không có vết xước đâu cả. Đó. Rồi. Thì đây là cái cạnh trên. Thì cái cạnh trên này ấy, thì ở mỗi cái chỗ khai sim này nó có một hai có hai cái vết chấm nhẹ ở đây và ở chỗ bên này. Đây. Khó quá. Cái chỗ chấm này thì nó rất là bé thôi. Và các bác cũng có thể thấy là rất khó nhìn thấy chỗ này này. Đấy, nó bé thôi. Rồi. Còn đây là cái cạnh phải ấy, thì cái cạnh phải này ngay ở bên trên cái nút nguồn này này. Ngay bên trên nút nguồn này thì có một cái dấu phẩy chấm nhẹ rất là nhẹ thôi nhá các bác nhá. Đấy. Ok, thì cái khung viền thì em thấy như thế là rất là đẹp rồi. Thì các bác không phải lo cái khung viền như thế là khá là đẹp rồi, chứ các bác đòi hỏi nữa thì em cũng không biết phải thế nào nữa. Đấy, thì còn đây là cái nắp lưng đằng sau nhá. Thì bảo đảm cho các bác là cái nắp lưng này còn khá là ngon các bác nhé. Nó chỉ bị mồ hôi vân tay của em thôi, chứ còn nó còn rất là mới các bác nhé. Đấy, còn quan trọng là cái cụm camera này. Thì đây cái cụm camera này nha các bác nhé. Thì nó bị một cái vết xước đây này. Bị vết xước ở bên bên trên cái góc rộng này. Đấy, đấy, đấy. Các bác nhìn thấy thoáng thoáng không? Đấy. Thì nó bị như thế thôi, chứ nó không không vào cái trung tâm camera, cho nên nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Và nó chỉ đến chạm đến cái camera chính này thôi, nó chạm đến camera chính này thì là nó hết rồi các bác nhé. Cho nên là các bác yên tâm, cái camera này là bảo đảm cho các bác là không hề ảnh hưởng đến chất lượng chụp camera các bác nhé. Rồi, còn đây là cái mặt trước thì em sẽ cố gắng lau sạch nó đi, chờ một chút. Này, cái khăn này mới sạch được các bạn, khăn mấy khăn kia trông vậy thôi mà không sạch được. Đấy, phần này nó mới sạch này. Đây, thì cái mặt trước này này thì nó có một cái vết xước nhẹ ở giữa màn hình này. Đây, đấy, cho các bác nhìn này. Nó khó khó nhìn nhỉ. Đấy, nó có một vết xước nhẹ ở giữa màn hình này. Đấy. Và ở cạnh gần đấy, gần bên trái của nó ấy. Đấy, gần bên trái của nó ấy. Và bên trái của nó cũng có một vết xước nữa, nhưng mà cũng khá là khó nhìn các bạn. Thực sự là em phải 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 nghiêng ánh điện thì nó mới thấy. Đây, chỗ này cũng có một cái vết xước nữa, nhưng mà đâu rồi nhỉ? Đấy, các bác thấy không? Nó rất là khó nhìn. Nếu mà xét về cái tổng thể thì em sẽ nói là cái mặt trước này là có xước ra một các bác nhé, nhưng mà rất là nhẹ thôi, và hoàn toàn nếu như các bác mà không không tinh ý, không không nhìn kỹ ấy, thì nó gần như là không nhìn thấy ấy. Chứ còn nhìn thoáng qua thì nó rất là đẹp luôn, nó gần như không có vết xước nào luôn các bác nhé. Thì con này phải nói là đẹp. Thì đấy, thì cũng như vậy thôi,
Còn em sẽ test rất là kỹ cái chức năng cho các bác, tại vì con này em sẽ không tháo máy cho nên em sẽ test rất kỹ chức năng cho các bác nhé. Trước tiên là cái camera này. Camera rất là nét luôn, không vấn đề gì. Góc góc gần này, góc góc cận này, góc siêu rộng này cũng rất là bình thường luôn. Và cả cái camera trước này. Cái con V60 nó hay bị cái lỗi là mờ camera trước, thì bác yên tâm nhé, con này không hề bị nha các bác nhé. Đấy. Em test luôn cái âm thanh này. Đây. Đây bật được DC bình thường các bác nhé. Và em sẽ xem được một đoạn YouTube luôn, tại vì nhiều nhiều lúc em không không xem được cái đâu rồi. YouTube đâu rồi. Nhiều lúc em không xem YouTube ấy. Em bật cái wifi này để xem YouTube. Nhiều lúc em không xem YouTube ấy, thì nhiều khi là các bác sẽ gặp nhiều nhiều lúc nhé, các bác sẽ gặp cái hiện tượng là cắm cái tai nghe vào nhưng mà xem YouTube, xem nội dung trên này nó không được, nó cứ bị cà giật ấy. Đấy thì cái này hoàn toàn bình thường các bác nhé. Đây nó vẫn đang chạy bình thường này. Đấy cho nên các bác yên tâm nhé. Đấy cái này thì em test kỹ rồi. Ok. Và cái con này thì là còn L1 các bác nhé. Đây còn L1 đây. Thì các bạn biết rồi, dạo này mà kiếm được con V60 mà còn L1 thì nó cũng khá là khó, cho nên là thì cái L1 này nó chỉ có tác dụng khi mà các bác xem những cái app xem phim trực tuyến như Netflix thôi nha các bác nhé, thì nó sẽ cho cái độ phân giải cao hơn. Rồi thì đây sim sóng đây, wifi bình thường các bác nhé, em tắt cái wifi đi này. Thì đây 4G bình thường các bác nhé. Trong cái phòng em ấy thì cái sóng 4G nó rất là yếu, kể cả không chỉ là bản 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 T-Mobile này đâu, à quên, bản AT&T này đâu, kể cả bản T-Mobile hay là bất kể cái sóng điện thoại nào thì thôi, đây như em dùng con S23 này nó cũng thế thôi, sóng nó rất là yếu. Cho nên là các bác nhiều khi các bác thấy em test nó sóng yếu thì các bảo là sóng yếu, không phải đâu. Đây và em sẽ test cái sim sim Viettel các bác nhé. Chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Đấy thì tại vì ấy, nhiều gần đây ấy, là nhiều anh em mà dùng LG, không chỉ LG đâu, những hãng khác cũng có nhé, thì anh em hay bị cái lỗi của cái sim Viettel ấy là các bác có 4G nhưng mà không nghe gọi được. Thì em chủ được em dùng cái sim Viettel để mà em test được cái sóng Viettel đấy cho các bác yên tâm. Rồi xem còn cái gì nữa nhỉ, ngoài này còn gì. À đây vân tay cái thứ đây, vân tay giống vân tay bình thường các bác nhé. Đây và đây là cái số email của bác của nó đây. Đó thì cái con này nó đang chạy Android 10 thôi các bác nhé. Thì nếu như các bác muốn nó lên Android 10, 11 hay 12 ấy, bây giờ có cả 13 rồi, thì hoàn toàn các bác có thể là KDZ lên nhé. Chứ con này nó update bằng cách là OTA thì nó sẽ không có lên một cách bình thường đâu, nó phải KDZ lên mới có nhé các bác nhé. Thì bản ROM đấy thì các bác hoàn toàn có thể hỏi anh em trên nhóm cũng có nhé các bác nhé. Và hoàn toàn đấy, cái con này cũng có thể lên được hai sim không nhé. Thì em cũng nói luôn là lên hai sim ấy thì nó là 13 rồi, nhưng mà lên hai sim ấy thì thực sự là nó cái bản hai bản ROM hai sim ấy thực sự nó chưa thể hoàn hảo 100% được đâu, em đoán nó chỉ tầm khoảng tầm 95% thôi, tại vì em cũng đã up hai sim cho con V60 mấy lần rồi, thì anh em về dùng thì có phát sinh những cái lỗi gọi là nhẹ nhẹ, kiểu như là thỉnh thoảng là sim hai cái sim nó chập chờn, nó không nên nhận được hai sim ấy. Thứ hai nữa là thỉnh thoảng nó bị lỗi này lỗi kia, kiểu kiểu nó nhẹ nhẹ thôi, hoặc là có những lỗi kiểu như là không chọn được nhạc chuông, kiểu kiểu như vậy. Nói chung là nó hoàn toàn là chưa thể nói là 100% là nó ngon hẳn được các bác nhé. Cho nên là các bác nếu mà cân nhắc, nếu mà muốn lên hai sim thì lên cũng được thôi, lên chỉ mất khoảng tầm 150 200 thôi, nhưng mà đổi lại thì các bác thấy là đây là sim thì nó sẽ có thể bị pin yếu hơn và có thể gặp một số những cái lỗi nhẹ nhẹ, thì các bác cũng sẽ phải đánh đổi thôi. Đấy ok, thì ngoài này thì chắc là hết rồi, em sẽ vào bên trong nhé. À đây có cái điều này quan trọng nữa, đó là cái bản AT à quên đúng rồi, cái bản AT&T này thì cái việc các bác đổi cái sóng 2G, 3G, 4G thì các bác dùng lệnh này nhé các bác nhé. Sao thăng 46, 36, thăng sao thăng sao. Đấy, và các bác vào phần thông tin điện thoại này. Đấy, và các bác vào phần này này. Đấy, thì cái chế độ này nhé, các bác nhớ nhé, ghi nhớ nhé. Cái chỗ đây, chế độ này mới là cái chế độ auto, nghĩa là nó tự động chuyển từ 2G, 3G, 4G nhé. Còn nếu các bác muốn muốn này, chỉ 4G là các bác chọn cái LTE only này các bác nhé. LTE only này, đấy.
các bác muốn chọn cái chế độ là 3G thì các bác chọn WCDMA này. Đấy. Các bác muốn chọn cái chế độ mà chỉ có 2G thì còn GSM nhé. Đấy, còn hoàn toàn là các bác để chế độ tự động thì các bác phải chọn cái nào là quên rồi. Ở đây. Đấy. Nha các bác nhá. Thì tại vì cái sao các bác? Tại vì khi mà các bác chọn chọn cái chế độ mà LTE đây này, LTE only này này thì hoàn toàn là lúc đấy các bác sẽ không nghe gọi được không nhé. Các bác hoàn toàn không nghe gọi được. Cho nên là các bác phải chú ý phải chọn cái chế độ tự động này thì nó mới nghe gọi được. Đấy. Ok. Và đây em sẽ test cho các bác tất cả chức năng bên trong. Đấy, lệnh đấy vẫn lệnh giống như thể là T-Mobile thôi. Đây. Đây là cái cảm biến tiệm cận và ánh sáng bình thường hết các nhé. Các phím bấm bình thường hết các nhé. Chuông này. Rung này, rung rất mạnh các bác nhé. Đó. Xoay ngang xoay dọc này. Bình thường hết các bác nhé. Còn đây là cái mic này, mic dưới này. Ok này, không hề có vang vọng gì. Mic trên này. Ok này. Mic ở hông này. Ok hết các bác nhé. Mic ở lưng này. Ok hết các bác nhé. Đó. Và đây cái cảm ứng này. Thì cảm ứng này thì từ nãy giờ cũng test rồi. Các bác yên tâm, nó chắc chắn là không vấn đề gì. Nhưng mà cứ phải test cho các bác yên tâm. Đây. Hoàn toàn bình thường các bác nhé. Và đây quan trọng là nhiều bác thì sẽ quan trọng cái áp suất này. Thì đây áp suất thì đang là 1018.57 thì gọi là 8.5 đúng không các bác? 8.5 này, 8.5 nhấn này. Đấy, nó lên 9.3. Đấy, 9.3, 9.4 thì con này nó nhảy được gần 1 chấm các bác nhé. Cho nên con này áp suất nó còn rất là căng. Cho nên em cũng không muốn tháo ra, để các bác nào mà mục đích các bác nào mà muốn 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 cái máy nó hoàn hảo ấy, nó còn áp suất thì các bác để thỉnh thoảng các bác đi đi đi, đi mưa thì các bác đỡ lo lắng ấy, chứ không phải là cứ có áp suất thì các bác nhúng nước thoải mái nhé các bác nhé. Tất nhiên nhúng nước thì nó sẽ không chết luôn đâu, em thực sự em khẳng định này, con này nhúng nước nó sẽ không chết luôn, nhưng mà nó sẽ dần dần ấy, nó ngấm vào những cái lỗ như lỗ mic, cái lỗ loa này, lỗ sạc, lỗ tai nghe đấy, các lỗ cái nó dần dần nó bị ngấm vào, dần dần nó làm cái keo ở bên trong nó, dần dần nó bị kém đi, thì dần dần nó sẽ kém đi nhé, nó sẽ ngấm nước được các bác nhé. Đấy, cho nên em cũng không bao giờ khuyến khích các bác là ngấm nước cả. Thì em chỉ biết là cái này còn áp suất để các bác yên tâm, khi mà ví dụ như các bác không may nó rơi xuống nước thì các bác vớt lên nó vẫn kịp nha các bác nhé, không vấn đề gì. Đấy. Ok. À đây còn cái quan trọng nhất đó là cái chân sạc. Thì các bác yên tâm, cái con này thì đồ nó là đồ zin mà, cho nên các bác yên tâm nhé. Sạc chắc chắn nó sẽ còn ngon. Thì em sẽ vào hẳn cái phần test sạc. Quên lại. Đây. Thì trong cái phần này nó có cả cái phần test pin nữa này. Đây. Thế đây. Pin này thì nó đang ở còn ở Android 10 cho nên các bác có thể test được không nhé. Đây này, ở cái phần này này. Đấy. Thì đây này. Cái con pin này là pin của nó là 5.000 các bạn đúng không? Thì con này ở đây ví dụ như thôi. Pin của con này là 5.000 thì con này bây giờ nó đang hiển thị là 4838 này. Đấy thì có nghĩa là nó bị hụt một chút rồi. Đấy, các bác. Cái này thì thực sự là em cũng chỉ nói là để tham khảo thôi, chứ thực sự là để mà chính xác hoàn toàn thì em cũng nghĩ nó không thể chính xác đâu. Tuy nhiên thì con máy này thì đương nhiên các bác yên tâm nhé, pin nó còn rất ngon. Đấy. 58 lần sạc. Đấy, và đây cho các bác xem cái màn hình. Thì các bác yên tâm nhé, màn hình con này hoàn toàn chưa hề có AMOLED hay lưu ảnh gì các bác nhé, hoàn toàn các bác yên tâm. Rồi, ok, em sẽ test cái phần sạc các bác nhé, vì cái này nó rất là quan trọng. Đây, thì đây là cái cổng 18W này, A2C này. Đây, em sẽ cắm vào cho các bác xem. Đây. Thì nó vẫn báo sạc nhanh bình thường đấy các bác nhé. Sạc nhanh này. Và cái này nó đến CC2 này. Đấy, đổi chiều này. Đấy. Cái dây này nhé, cái dây này là dây để chuyên em test cái cổng sạc. Cổng sạc của bất kể cái con nào từ V50, V60 em được dùng cái này. Nếu mà cái dây này mà cắm sạc mà ok thì chắc chắn là ok luôn. Đấy. Còn đây là cái dây cổng
cổng 25W và dây là dây C2C các bác nhé. Đây, và đây là cái dây của BIOS này, dây của BIOS các bác nhé. Đây các bác thấy không? Nó đến PD04 này. PD04 này. Và đây. Nếu mà bây giờ ở cái thực tế nó đang khoảng 11W này. Thực sự là các bác dùng LG thì các bác có nghĩ em nghĩ là phải đánh đổi, phải chấp nhận đấy là cái sạc của nó, tốc độ sạc của nó rất là chậm các bác nhé, nó không thể ngon được đâu. Nhiều bác mới biết đến LG ấy thì các bác than thở về cái việc mà sạc nó rất là chậm, thì cái này em cũng thật sự là chia buồn với các bác là LG nó sạc rất là chậm, nó không như những hãng khác. Đấy, phải nói là nếu trong các hãng hiện tại em biết nhật thì LG nó là sạc chậm nhất luôn. Đấy cho nên là bọn em cũng chỉ test được là nó còn nhận sạc nhanh bình thường. Đấy và các thứ là cổng sạc nó còn ngon, chứ không phải là bọn em bao được là test con V60 này nó chỉ sạc dưới 2 tiếng là đầy, thì nhiều khi nó không được như vậy đâu. Thực sự là nó phải trong điều kiện quá là lý tưởng nó mới được như vậy. Thì trước đây em có một clip em test cái dùng cái sạc 30W của Xiaomi ấy, thì em test được nó khoảng tầm 1 tiếng 40 phút là đầy. Đấy thì từ từ 10% ấy, từ 80 10% gì đấy lên 100% là đầy. Thì thời đấy thì là có thể là máy nó còn ngon hơn, nó chưa cái cổng sạc nó còn chưa bị bẩn đấy, thì có thể nó được như vậy. Chứ còn bây giờ thì thực sự là để mà có thời gian test được như vậy thì khó lắm. Nhưng mà em chỉ có test được là bảo đảm cho các bác là cổng sạc nó chưa bị lỗi, chứ còn bây giờ mà test được thời gian test được như thế thì khó quá. Đấy rồi, ok. Thì cái clip không có tháo máy mà nó cũng rất là dài rồi, thì em sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Bác nào cần thì liên hệ em ở số góc màn hình này nha các bác nhé. Ok, chào các bác.